đêm qua ngủ ngon thiệt đó. Nè, ổn nỉ nè, bộ không tính đi học hay sao hả? Chị ơi, em đã nói đừng gọi em như vậy nữa mà. Chà đu, Mimi đã không thích gọi là ủn ỉn rồi mà. Sao con cứ gọi em là ủn ỉn hoài vậy? Sẽ làm cho em buồn đó. Mẹ còn lặp lại từ đó nhiều hơn nữa. Nhưng rốt cuộc em đã làm cái gì mà sao lâu quá vậy chú? Tại vì em không có đồ gì để mặc hết. Mẹ ơi, mua quần áo mới cho con đi. Em cứ nằm mơ đi nha. Bây giờ chúng ta hãy thi xem ai sẽ tới trường trước. Ủn ỉn à? Em đã nói từng trời như vậy nữa rồi mà. Mimi phải lòng bạn trai. Đúng là tức thiệt. Chị cho đâu là mình trễ học nữa rồi. Không hay rồi. Chắc là Jun đã nghe thấy. Nè, cho Mimi. Jun là bạn đó hả? Bạn đã gọi mình sao? Làm sao đây? Đúng là bạn nghe thấy rồi. Hiện bây giờ mình vẫn còn đang bận suy nghĩ để xem kiếm trò gì thật thú vị và hấp dẫn để chơi cho vui đây. Xin lỗi bạn nha, chắc là mình không có thời gian làm bài tập đâu. Lại nữa hả? Không biết bao giờ chúng ta mới cùng ngồi một chỗ làm bài tập được đây. Ủa, là ai ở đằng đó vậy ta? Ủa, là Mimi đó. Nhưng cậu bé đi bên cạnh là ai vậy? Có thiệt không? Chuyện gì đây? Nhìn hai đứa có vẻ rất là kỳ lạ nha. Có gì đâu mà kỳ lạ. Nhìn hai đứa thiệt là đáng yêu quá đi. Ủa Niệm nè. À, ai là Ủa Niệm? Là chị ấy gọi bạn á hả? Đâu có, ý bạn là sao chứ? Được rồi, chúng ta đi thôi. Ủa Niệm nè, tan học rồi sao còn chưa chịu về nhà hả? Ai? Ủa Niệm là ai? Chị làm cái gì vậy? Ôi trời ơi, giờ này em gan quá nha. Chị mau thôi đi nghe chưa. À, em chính là bạn của Ủn ỉn nhà chị đó hả? Chị là chị Ủn ỉn đây. À, thì ra là vậy. Dạ em chào chị. À, chị chào em. Biệt danh của Mimi là Ủn ỉn hả chị? Ủn ỉn là một người rất hay mắc cỡ cơ đúng không? Trời đâu à. Em không tin được đâu. Ở nhà Ủn ỉn chính là hoa hậu mắc cỡ đó. Bạn dừng lại đi mà. Chị đã nói xin lỗi em rồi mà, đừng có khóc nữa. Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Hãy nín khóc và kể cho mẹ nghe chuyện gì đi con. Mẹ ơi, không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt ở trường thôi. Mẹ không cần phải quan tâm tới làm gì đâu. Không có gì hả? Ôi trời ơi. Hồi chiều ở trường chị Sadu đợi con là Ủn ỉn ngay trước mặt của bạn con á. Bây giờ con phải làm sao đây? Tới trường con sẽ mắc cỡ lắm. Chuyện này là sự thật hả? Vậy vì con thấy vui khi gặp em nên mới lỡ miệng nói ra. Anh nè Mimi à, chị đã xin lỗi em rồi mà. Thôi đi, em không nói chuyện với chị nữa. Trời ơi, cái con nhỏ này. Sáng hôm nay không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Con hãy suy nghĩ thử coi. Con gọi một đứa ngốc là ngốc thì nó sẽ bị tổn thương như thế nào hả? Mẹ lỡ lời thôi con. Mẹ đúng thiệt là. Tại sao mẹ lại nói như vậy chứ? Mẹ chỉ cần ngồi im lặng rồi gõ lên đầu con là được rồi. Tại con hết đó. Con đã làm Mimi khóc rồi. Bây giờ hãy tự đi dỗ nó đi. Tại sao chị Cha Tư lại nói vậy trước mặt Jun chứ? Mình ghét chị Cha Tư. Yeah.
ơi, phải làm sao đây? À, đá banh nè. Đây. Wow, bạn chơi đá hay quá. Bạn giỏi thiệt nha. Hả? Trơn, họ chơi xong rồi cả. Trơn ơi, uống nước đi nè. Không được, Trơn nhất định sẽ uống cái này. Không được, phải uống nước của mày. Nè các bạn đừng cãi nhau nữa, cứ để mình uống hết là được rồi. Không biết là thằng bé có nhìn thấy mình không? Hy vọng là không, vì chúng ta ở xa mà. Đúng rồi ha, chắc là không thấy đâu. Mấy chị làm gì vậy? À, thì ra là chị của Mimi mà em đã gặp hôm qua. Em còn nhớ chị hả? Gương mặt của chị không dễ quên chút nào hết, có đúng không? Sao hai chị ở đây vậy? Không lẽ hai chị cũng đang muốn gia nhập câu lạc bộ người hâm mộ em? Nè Jun à, chị nghĩ là có lẽ chúng ta đã có một sự hiểu lầm. Ngày hôm qua chị đã vô tình phạm phải một sai lầm. Chị đã nói điều không hay nên làm cho Mimi bị ướt mặt trước mặt em. Ý chị là bị bẻ mặt? À, đúng rồi ha, bẻ mặt mới đúng. Nếu rửa mặt thì mới bị ướt mặt đúng không? Chị biết điều đó mà Jun à. Dù sao thì em hãy xóa hết trí nhớ về chuyện ngày hôm qua đi. Hãy xóa hết đi nha. Nè chị kia, chị làm cái gì vậy? Ai cho phép chị nắm tay bạn Jun của tụi em như vậy? Em nghĩ chắc là chị đã hiểu lầm rồi. Sao? Hiểu lầm hả? Em không hề có ý gì với bạn Mimi hết á. Chỉ là không biết trong lòng bạn ấy đang nghĩ như thế nào thôi. Không có ý gì. Bạn Mimi rất là dễ thương, nhưng thực sự bạn ấy không phải là mẫu người mà em thích. Em đi chung với bạn ấy vài lần bởi vì tụi em cùng đường về nhà. Nhưng như chị cũng thấy, em chỉ coi Mimi cũng giống như một người hâm mộ em mà thôi, không có gì khác hết. Không có ý gì, chị giống như một người hâm mộ hả? Nếu vậy thì từ nay chị không muốn thấy em tới gần Mimi nhà chị nữa. À, nhìn kìa cho đưa à. Hả? Cứu tôi với. Sao họ cứ đuổi theo hoài vậy chứ? Dù sao thì mình cũng đã thoát được. Nhưng không ngờ chuyện lại như vậy. Biết phải nói gì với Mimi bây giờ? Xin lỗi nha Mimi à. Chị đã đi tìm hiểu được rồi. Và chị phát hiện cậu bé Jun đó thật sự là một đứa có tính ngạo mạn và còn rất đào hoa nữa. Vì vậy cho nên nó thật sự không thích hợp với... Nè chị. Chị không có quyền nói xấu và sỉ nhục bạn của em như vậy. Đúng là hai đứa giống nhau y chang. Hả? Là ai vậy hả? Dạ, con là bạn của Mimi. Dạ con chào cô. Hả? Wow, sao lại tới đây chứ? Đó là hình trái banh. Hình trái banh. Con có thể gặp bạn Mimi được không cô? Được rồi, con đợi một chút nha. Mimi à. Có chuyện gì vậy? Mặt của bạn bị sao vậy? Chị của bạn thật sự có vấn đề gì á. Mấy bạn hâm mộ mình rất là tức giận. Vì vậy mình phải thuyết phục để họ bỏ qua cho chị ấy. Mình xin lỗi. Không biết hai đứa nói chuyện gì nữa. Mình chỉ hy vọng thằng nhóc đó không trả thù lên Mimi nhà mình. Chị đã làm gì ạ? Bạn không cần xin lỗi đâu. Cảm ơn bạn. Thay vào đó mình nhờ bạn làm một chuyện. Nhờ mình á? Sao? Cái gì chứ? Vậy tạm biệt bạn nha. Nè đợi đã Mimi à. Hãy đi trốn mau lên. Bộ có ai kiếm em hả? Là trái banh. Trái banh đã tới đây đó. Em nghe nói chị đã đi gặp Jun có đúng không? Đúng như vậy. Bởi vì để xảy ra chuyện ngày hôm qua nên chị muốn nói chuyện với Jun để thuyết phục nó làm bạn với em thôi. Vì chuyện đó mà chị ném trái banh vô mặt bạn ấy hả? Thì chuyện đó thiệt ra chị xin lỗi em Mimi à. Chị thật sự không còn gì giải thích nữa. Chị xin lỗi vì đã ném banh vào mặt Jun. Jun sẽ coi em là bạn gái. Hả? Thiệt vậy hả? Đúng vậy.
Nếu em ném banh vào mặt chị giống như chị làm thì bạn ấy sẽ coi em là bạn gái. Ê, đây nè Mimi à, chị sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là để tốt cho em. Em có thể dùng bất cứ loại gì, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, kể cả bóng chày nè. Nè em mau làm đi. Thôi được rồi. Em đã nói với Chu là em không cảm thấy hứng thú với bạn ấy. Tại sao? Đó là bởi vì nhờ mình hả? Đúng rồi, một việc rất đơn giản. Nếu bạn có thể làm mặt của chị bạn bị giống như mặt của mình thì mình sẽ Mình xin lỗi bạn nhưng đừng hiểu lầm. Mình thật sự đã thích một người bạn khác rồi. Mình không hứng thú với bạn đâu, hiểu chưa? Vậy tạm biệt bạn ha. Nè khoan đã Mimi à. Tình cảm chân chính là không có điều kiện. Và đặc biệt em cũng có lòng tự trọng của mình chứ bộ. Mimi à, đương nhiên là vậy rồi. Dù sao thì em làm tốt lắm Mimi à.